giờ lấy cành trái nào. Rồi. Có nhỏ vô kia lấy cái bông của. Lắc. Chụp vàng lùm. Mẹ mua con vàng nữa kìa. Bún là mềm mềm. Không kia thì giấu ra ăn luôn trời. Chúng là em ăn theo. Hôm nay ra chai mà ăn. Giờ mẹ anh đi hộp đó. Cho lọc ướt mì rồi luôn. Bà nước chấm là ngon, làm tương tương kè tương ớt là ngon, khéo ổng chục y bài á, à. Không, nó luôn phút cái miệng, thì không bữa nào nó dằn lườm, ngày mình bỏ dằn lườm bữa xuống nhà Phương nấu. Bỏ gì nữa hũ không vàng ở đây, bỏ chút xíu vàng ghê rồi đúng để thiệt. À bữa nghe em Tú anh nói mình bán muốn phiếu mở vàng ghê. Bữa xuống nhà Phương nấu thì bỏ gì mà muốn nữa hũ luôn mà không thấy vàng nữa. Tại vì là trứng nên đã hổ đó vô đành rất nhiều chục béo quá, béo quá mình à, béo quá nào đấy, béo quá béo ăn miếng ớt nó hết béo rồi. Béo quá béo, bạn không nói luôn ạ. Ủa vậy bạn không nói luôn ạ, béo quá. Ờ con có hơn nữa, ta cũng thấy béo quá. Hết thiệt à. Mới cửa. Mình béo được mà. Ta cần ngã bê đó. Em ăn nha. Ta đi vậy á, đi học á. Dạ. Bảo vì ra đồ xuống. Đấy, không nó mặc mà. Ê. Nhớ không?
không?